qua. Đây coi con mới ăn đó. Không phải thank you.
sống thành tài để giúp ích cho đời xã hội Tiên Dinh, cầu cho các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành lãnh đạo, các công viên công chức cũng cầu cho Phật cũng độ trì cho đầu năm sinh nhật thứ năm, tinh dầu được giảm thành, làm đau được đó lại lợi các từ của Mỹ Vinh Quang, phước lộc họ và an trường mã. Kính thỉnh sư cô trụ trì tự huệ hạ tâm đến chú nguyện là ban vào lời pháp quy nhũ cho quý vị tín hữu đã đến đây dân hương cúng Phật báo rất lớn. Quy quý vị đã đến đây trước là lễ chu Phật, sau nữa là cầu an cho thập phương quá tâm mọi nơi được yên lặng và phúc. Đó là cái tâm nguyện, cái tâm Phật, tâm đại từ tất cả chúng sanh, vì cái lòng hướng về Phật. Đó là một cái đại nguyện mà chư Phật mong cầu cho tất cả mọi người đều được vậy. Thì hôm nay không phân biệt già trẻ gái trai và tất cả các tôn giáo trên toàn thế giới này đều có một tâm nguyện vì chúng sanh. Mà chúng sanh là gì? Chúng sanh là tất cả những người bà con thân thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta mà chư Phật đã dạy. Thì hôm nay tha mặt cho đạo tràng Long Tự, tha mặt cho sư cô trụ trì thượng huệ Hà Tông, thầy cũng có đôi lời cũng cầu mong cho tất cả đạo hữu trong cả tỉnh này và trong tất cả các huyện các xã đã về đây để đầu bái tịch chư Phật. Chúng tôi từ tòa đại đức ở chùa Văn này thì cũng cầu mong cho gia quyến bình an và tất cả mọi việc đều thuận lợi trong ngôi nhà chung của Phật pháp. Nam mô Công Đức Long Bồ Tát Ma Ha Phật. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay cũng là ngày đại lễ Tết Nguyên Đán của Phật Thích Ca, đầu mùa Vĩnh Long, cũng là Phật tử Tinh Tấn, cũng là một có tấm lòng từ bi, cũng nhờ là Đức Phật từ bi an già. Là hôm nay là ngày 1 của năm Đinh Dậu là Tết Phật Thích Ca, để lại ngàn đời chúng con luôn luôn ghi âm, luôn luôn để nhớ tưởng niệm cứ ngày đại lễ hằng niên và hằng niên mãi mãi trường tồn. Chúng con đến đây đến lễ Phật Thích Ca A Di Đà, cầu trước là cầu an, cầu chú tới dân an thiên hạ thái bình an lạc xứ. Thay cầu nguyện cho gia đạo mỗi nóc mỗi gia ai cũng được đạo lành, cầu cho giảm dân cho họ đánh lễ Phật ngày nay cũng năm Đinh Dậu thắng tài thắng hạnh thắng đức, đại quý cá tường phú quý dân an dạng an trường thọ. Giờ một lời chúc của các Phật tử linh căn của đoàn của Minh Đức Vĩnh Long cũng cầu chúc của bậc thầy thiền sư ở nơi đây mong được trong trăm tuổi thọ, được đức đủ tài, được đạo hạnh thiền căn của Thích Ca A Di Đà để chúng con lên căn mãi mãi trường tồn muôn ngàn vạn đời. Có lời gì hơn thì tự đi đầu cầu xin.
cho trò của con cuộc đời được gặp nhiều may mắn. Anh đi chào vợ. Thank you.
và sau dùng cơm ra tạo ra để tạo thêm cái bước pháo lớn hơn cho những năm sau. Nam mô A Di Đà Phật và tất cả những người đệ tử chúc dùng nước tạo ra để ra.